Khi chủ tịch thay đổi outfit đi làm và phản ứng của CEO Nhã Lê. Giờ hôm nay anh xem anh giới thiệu mọi người phong cách ăn mặc mới của anh. Đây xịt tai mới này. Anh mặc đồ này đó khách vô khách nói làm sao biết không? Nhã ơi, ở ngoài á Thành không có sang bằng em. Đó em bảo rồi. Thì mấy phong cách em chọn đồ cho anh đó thì người ta khen anh vừa trẻ mà vừa sang. Anh đi chọn cái xịt tai của anh xong bây giờ người ta nói anh hết sang rồi, anh chọn kiểu nào? Thì này mặc con bò sao anh giản. Thành không phụ chị Nhã tư vấn, trả lời đi. Hả? Anh làm mấy thứ khác cả nhà ơi. Anh Thành phải mặc đồ chị Nhã chọn nó mới sang. Đúng đúng, sang đồ đã. Tay thì đeo bông, áo thì quần phong. Đâu, hôm nay, quần jean. Hôm nay tay có đeo bông đâu. Áo ra rồi. Nhìn nhìn nó trẻ quá anh, nhìn nó trẩu treo quá anh, trẩu treo quá anh. Thế hả? Ừ, đó. Thôi đi làm ăn mặc vừa phải thôi em.